Hướng dẫn đăng ký sàn OKX. Bước 1. Truy cập vào đường link dưới phần mô tả. Bước 2. Tại trang chủ, bạn click vào phần đăng ký. Bước 3. Trong giao diện đăng ký, ở đây bạn có thể lựa chọn đăng ký bằng số điện thoại hoặc email. Nhưng hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký bằng email. Bước 4. Điền email bạn muốn đăng ký. Bước 5. Truy cập địa chỉ email đăng ký để nhận mã xác minh rồi điền vào chỗ trống. Bước 6. Chọn vùng quốc gia hoặc vùng cư trú rồi click vào tiếp theo. Bước 7. Tạo mật khẩu đầy đủ các yếu tố để bảo vệ tài khoản của bạn. Vậy là bạn đã hoàn thành bước đăng ký tài khoản trên sàn OKX rồi. Tiếp theo đây, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách xác minh KYC nha. Bước 1. Tại giao diện chính, các bạn click vào Avatar Profile rồi chọn phần xác minh. Bước 2. Trong phần xác minh, các bạn có thể chọn loại tài khoản của bạn là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xác minh tài khoản cá nhân nha. Bước 3. Tải phần xác minh cơ bản, chọn xác minh. Bước 4. Chọn loại giấy tờ tùy thân. Bước 5. Nhập thông tin cá nhân của bạn. Bước 6. Nhập địa chỉ của bạn. Vậy là bạn đã hoàn thành bước xác minh danh tính KYC giai đoạn 1. Tiếp theo, tại giai đoạn KYC 2. Bước 7. Xác nhận thông tin cá nhân của bạn. Bước 8. Xác minh giấy tờ tùy thân và ảnh selfie của bạn. Bước 9. Hệ thống sẽ gửi cho bạn một thông báo bắt đầu xác minh. Bước 10. Chọn phương pháp tải lên, có thể bằng webcam PC hoặc bằng điện thoại di động. Ở đây mình sẽ chọn tiếp tục ở trên điện thoại di động nha. Bước 11. Quét mã QR, sử dụng máy ảnh trên điện thoại của bạn rồi quét mã QR để thực hiện thao tác xác minh trên điện thoại. Các bạn thực hiện xác minh theo chỉ dẫn nhé. Vậy là các bạn đã thực hiện xác minh KYC thành công trên sàn OKX. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo trên kênh của mình nhé.